Sư cho con hỏi là một Phật tử thì ngoài việc giữ năm giới, thực hiện bố thí, thực hành thiền định, tránh tâm sân hận thì còn phải làm hay thực hiện gì thêm nữa không sư? Như ở trong Tăng Chi, người cư sĩ được gọi là cư sĩ hoa sen hồng, hoa sen hoặc là hoa sen xanh hoặc như ngọc lục bảo ở trong Phật giáo là người như thế nào? Thứ nhất là giữ gìn năm giới. Thứ hai là tin nghiệp và quả của nghiệp hơn là tin điềm lành điềm dữ. Thứ ba là mình hay gọi là không có coi xem bối tướng, xem bối xem tướng mà mình tin vào nghiệp và quả của nghiệp hơn. Rồi thứ tư là mình luôn luôn ưu tiên chư tăng, ưu tiên tăng đoàn là trên hết, thay vì mình ưu tiên cho ngoại đạo. Thì đó là những cái điều kiện để trở thành một người cư sĩ hoa sen xanh, hoa sen hồng ở trong Phật giáo. Ngoài ra thì chúng ta còn cần phải có đầy đủ những cái bổn phận của mình đối với cha mẹ, đối với con cái, đối với vợ chồng, đối với người ăn kẻ ở hoặc đối với gia chủ, đối với ông chủ trong công ty. Rồi những cái cách ứng xử đối với bạn bè, những cái loại bạn bè nào là những loại bạn bè nên thân cận, rồi những loại bạn bè nào thì không đáng để coi là bạn bè. Rồi những cái nguyên nhân gây thất thoát tài sản chúng ta cũng cần phải tránh. Rồi những cái cách nào để chúng ta cư xử đối với các bậc thầy tổ, các bậc sa môn. Thì những cái đó có đầy đủ ở trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt của Trường Bộ, quý vị có thể xem. Rồi ngoài ra thì còn có các phương pháp tu tập được nói đến trong kinh 38 pháp hạnh phúc. Quý vị có thể một đọc, hai là xem những cái bài giảng của sư. Sư đã có cái danh sách phát dạy về 38 pháp hạnh phúc rồi, quý vị có thể xem. Không biết là Đức Thầy Tường có thêm cái lời khuyên gì nữa hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, cái chính thì Đại Đức Hạnh Tuệ có nhấn mạnh cho quý vị thì đã rõ rồi. Ở đây thì sư chỉnh xin giống như là nói về cái mấu chốt vấn đề ha, gọi là tối thiểu, gọi là nó chính xác là tối thiểu. Giống như có các vị hành giả hỏi ngài Thiền sư ở Xì Lan Đá hỏi một điều rằng, và bạch ngài đối với cái hạng cận sự chúng con á, có nghĩa là có phần sự đa đoan này nọ, đôi khi cái thời gian mà học hành hay làm những phần sự khác bận rộn quá, không có thể nào mà khó mà gọi là khó khó thể làm trọn vẹn. Thì cái tối thiểu nha, cái tối thiểu nhất á, ngoài cái việc mà Đức Hạnh Tuệ nói vị nên làm điều đó đó thì phải nên minh bạch nha. Nhưng mà nếu đây 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 sư chỉ nói những cái người mà lại loại như là gọi là quá bận rộn đi, quá bận rộn, hay là thậm chí là cái khả năng mà nghiên cứu nó không có nhiều á, thực hành nhiều á, thì cái tối thiểu á, cái của người cư sĩ á, là cái gì? Thì ngài Xì Lan Đá ngài nói là cái tối thiểu á, của một người cư sĩ nam cư sĩ nữ là phải hiểu biết về lý tứ diệu đế thưa vị. Đó, cái tối thiểu ít nhất nha, chứ phải lý tứ diệu đế. Đó, thế nào là khổ, thế nào là tập, thế nào là diệt, và quan trọng nhất thế nào là đạo, đạo đế, tức là bát chánh đạo, đã từng chuyên giới định tuệ. Đó, cái tối thiểu quý vị biết nha. Còn nếu quý vị mà không nắm rõ cái tối thiểu, cái căn bản mà sư nói lý tứ diệu đế đó, mà ở đây quý vị cũng nói là như vậy, là giữ năm giới, rồi bố thí, rồi thiền, đó, rồi giữ tâm sân hận, thì nó lại xảy ra một cái vấn đề này như vậy. Thưa quý vị, nó xảy ra vấn đề này nè, là xin thưa quý vị, có
những cái người mà thực hành ngoài lời Phật dạy, ngoài lời Phật dạy nha, và họ cũng chẳng có niềm tin tam bảo, thì cái những cái hạng người đó họ vẫn có thể giữ được năm giới, thì vậy họ vẫn trì năm giới. Ngay khi trước thời Đức Phật, trước thời mà Đức Phật ngày thành đạo, thì vậy nhiều tôn giáo thì vị thấy vẫn giữ năm giới này. Rồi họ vẫn bố thí, nhưng mà bố thí này bố thí ly trí thôi, bố thí sanh về sanh thiên. Và họ vẫn có thiền chứ, thiền thiền ngoại đạo thưa vị, thậm chí ngay ngay bây giờ, ngay ngay hiện tại bây giờ nè, nó cũng có, ôi mang tiếng nha, là thiền của Đức Phật, nhưng mà biến tướng rồi cái gì mà thiền đủ thứ loại thiền nhé. Ở đây thì sư cũng không có nói ra cụ thể là thiền thiền gì, nhưng mà cái đó bổn phận quý vị phải tự tìm hiểu. Rồi cái sân hận thì rõ ràng những cái giáo lý mà ngoài lời Phật dạy trong Tam Đại Kinh điển Pali thì đều có những cái điều này, nhưng mà về tứ diệu đế thì vậy thì họ đa phần họ không có nhắc tứ diệu đế. Cho nên ngoài cái việc cái đức hạnh tại khuyên quý vị á, là gọi là tốt nha, gọi là cư sĩ sịnh đó, cư sĩ mà hạng sịnh hạng riêu đó, là như hoa sen mà đức hạnh tại nói quý vị đó, đúng không? Nếu làm được gì cũng ok, sẽ không có khuyên thêm gì hết trơn, đúng không? Còn nếu mà mình quá bận rộn, hay là mình không có thời gian hay gì đó, mình khả năng mình không có, thì phải tối thiểu, quý vị tối thiểu quý vị phải hiểu lý tứ tứ diệu đế cái đã, đúng không? Thì cái việc việc mà nền tảng quý vị hiểu lý tứ diệu đế, thì cái việc mà quý vị giữ năm giới nè, bố thí nè, hành thiền, thì nó mới đúng đắn. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi đây.